Nếu như một ngày bạn bỏ lỡ trận đấu của Pháp, bạn lướt mạng xã hội Twitter và thấy từ khóa Paul Pogba trên top trending, thì chắc chắn với bạn một điều rằng có đến 90% đội tuyển Pháp vừa có một trận đấu vứt đi. Vâng, và nó lại vừa xuất hiện vào ngày hôm nay. Cứ như thường lệ, người ta lại post hàng loạt các clip có tựa đề rằng nghệ thuật chuyền bóng, thủ lĩnh tuyến giữa, tiền vệ người Pháp duy nhất biết chơi bóng Paul Pogba. Có vẻ như thất bại tại Euro vừa qua cùng với một lối đá khiến cho các fan của Le Blues phải che mặt chỉ là đoạn mở đầu của một tấn bi kịch sắp tới. Pháp vẫn rất mạnh, họ vẫn còn đó đội trưởng Kylian Mbappe cùng một dàn hào thủ quá xuất sắc. Thế nhưng, không có gì đảm bảo những yếu tố trên sẽ cấu thành một đội tuyển mạnh ở đây cả. Mbappe tuột xích, Pháp bất lực. Deschamps thì như chết sững ngoài đường pitch. Ông hiểu rằng nếu Pháp còn thua bạc nhược nữa, ngày mà Zidane đến lấy đi chiếc ghế của ông cũng không còn xa xôi. Có một sự thật là kỷ nguyên thành công của Deschamps cũng gắn khá nhiều đến sự vươn lên của Paul Pogba. Ngoài ra thì những nét tấn công của tuyển Pháp không thật sự quá ấn tượng. Nhưng thôi, hãy tạm gác lại Pogba vì Mbappe và màn trình diễn của tuyển Pháp mới là tiêu điểm của clip này. Trận đấu giữa Pháp và Ý tại Nations League 2024-2025 đã mang lại một kết quả đầy bất ngờ khi Ý giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân nhà của Pháp, Stade de France. Kết quả này không chỉ làm sững sờ người hâm mộ mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của đội tuyển Pháp dưới thời huấn luyện viên Didier Deschamps. Một trong những yếu tố gây tranh cãi nhất sau trận đấu là vai trò của huấn luyện viên Deschamps và tương lai của ông. Rất nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc Deschamps nhường chỗ cho Zinedine Zidane, người được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho đội tuyển Pháp. Dưới sự dẫn dắt của Deschamps, Pháp từng thành công với chiếc vô địch World Cup 2018, nhưng phong độ của đội trong thời gian gần đây đã khiến nhiều người hoài nghi. Zidane, với thành tích ấn tượng cùng Real Madrid, được coi là người có thể cải tổ đội tuyển Pháp và giúp họ tìm lại vinh quang. Điểm đáng chú ý tiếp theo là màn trình diễn của Kylian Mbappe, người được cho là cầu thủ tệ nhất trên sân. Sự mờ nhạt của Mbappe trong vai trò trung phong khiến người hâm mộ đặt câu hỏi liệu Deschamps có đang sử dụng sai vị trí của ngôi sao này. Mbappe được biết đến với khả năng bùng nổ từ cánh, nhưng khi thi đấu ở vị trí trung phong, anh dường như không thể phát huy hết tiềm năng của mình. Sự phụ thuộc vào Mbappe ở trung tâm hàng công có thể là một sai lầm chiến thuật của Deschamps trong trận đấu này. Ngoài ra, một khía cạnh khác của trận đấu đó là sự nổi bật của Moise Kean bên phía Ý. Mặc dù không ghi bàn, nhưng Kean đã có màn trình diễn ấn tượng, gây áp lực liên tục lên hàng thủ Pháp. Điều này đặt ra câu hỏi về chất lượng của hệ thống phòng ngự mà Deschamps đang áp dụng cho tuyển Pháp. Các cầu thủ như Kean đã tận dụng tốt những khoảng trống mà hàng thủ Pháp để lộ ra, góp phần làm nên chiến thắng của Ý. Chiến thắng của đội tuyển Ý cũng đã phản ánh sự thay đổi trong chiến thuật của huấn luyện viên Luciano Spalletti. Dù thiếu vắng những trụ cột như Scamacca và Barella, Ý vẫn thể hiện được lối chơi tổ chức chặt chẽ và tận dụng tối đa được những cơ hội có được. Tonali, người được nhiều người hâm mộ coi là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đã thể hiện xuất sắc trong vai trò tổ chức phòng ngự và phân phối bóng. Điều này cho thấy chiều sâu đội hình của Ý và khả năng thích ứng chiến thuật của Spalletti, điều mà đội tuyển Pháp dưới thời Deschamps dường như đang thiếu. Cuối cùng, Nations League là một giải đấu có tính cạnh tranh cao, khác xa với những trận đấu giao hữu vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên, màn trình diễn của Pháp trong trận đấu này lại đang mang lại cảm giác thiếu động lực và không quyết tâm, như thể họ chỉ coi đây là một trận giao hữu. Đây là một vấn đề lớn mà Deschamps cần phải giải quyết nếu muốn duy trì vị thế của đội tuyển Pháp trên đấu trường quốc tế. Trận thua này không chỉ khiến người hâm mộ Pháp thất vọng mà còn làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng tiếp tục dẫn dắt đội tuyển của Deschamps, đặc biệt khi Zidane đang là ứng cử viên sáng giá để kế nhiệm. Trận thua 1-3 của đội tuyển Pháp trước Ý tại Nations League 2024-2025 làm dấy lên những tranh luận gay gắt về chiến thuật của huấn luyện viên Didier Deschamps, đặc biệt là việc sử dụng Kylian Mbappe ở vị trí trung phong, số 9. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu Mbappe có phù hợp chơi ở vị trí này không? Hay anh nên quay trở lại vị trí cánh mà anh đã khẳng định tên tuổi của mình? Một phần không nhỏ của người hâm mộ và giới chuyên môn cho rằng Mbappe đã không phát huy được tối đa khả năng khi được xếp đá trung phong. Theo nhiều ý kiến, việc sử dụng anh ở vị trí này làm giảm đi tính đột biến trong lối chơi của Pháp. Một phần bởi hệ thống tấn công không có sự linh hoạt. Họ nhấn mạnh rằng Pháp đang thiếu đi sự sáng tạo từ tuyến giữa và việc để Mbappe chơi cao nhất trên hàng công khiến anh bị cô lập trong những tình huống quan trọng. Một nhận xét từ khán giả cho biết Pháp cần nhiều sự sáng tạo hơn từ hàng tiền vệ. Việc chơi với 3 cầu thủ chạy cánh ở hàng công là không hợp lý. Hãy để cho Thuram hoặc Muani đá tiền đạo và cho Mbappe trở về vị trí cánh trái ưa thích của anh ấy. Trong hệ thống chiến thuật của Pháp hiện tại, có vẻ như Mbappe không được cung cấp đủ sự hỗ trợ từ tuyến giữa để có thể tạo ra đột phá ở trung tâm. Thay vì những đường truyền dọc thẳng vào trung tâm hàng thủ đối phương để Mbappe có thể tận dụng tốc độ, lối chơi của Pháp lại chủ yếu phụ thuộc vào việc các cầu thủ chạy cánh kéo giãn đội hình đối phương và tạo ra cơ hội từ biên. Điều này đã dẫn đến việc Mbappe bị mất đi những không gian và thời gian cần thiết
để thể hiện khả năng di chuyển thông minh cũng như những pha bứt tốc đáng sợ. Nhưng một khán giả đã nhận xét rằng, hàng công Pháp thiếu sự bất ngờ, họ chỉ biết phụ thuộc vào những pha đi bóng từ hai cánh thôi. Tuy nhiên vấn đề không chỉ nằm ở vị trí mà Mbappe đang sử dụng, mà còn phụ thuộc vào phong độ hiện tại của anh. Một số ý kiến cho rằng, việc Mbappe chơi ở trung phong không phải là nguyên nhân khiến anh không thể tỏa sáng, mà vấn đề thực sự nằm ở phong độ cá nhân của anh trong thời gian gần đây. Một khán giả đã nhận định là Mbappe đã từng chơi trung phong cho PSG và Real Madrid và anh vẫn ghi bàn. Vấn đề là anh ấy đang xuống phong độ chứ không phải do vị trí thi đấu. Những ý kiến này cho thấy rằng việc chuyển Mbappe về cánh trái có thể không phải là giải pháp duy nhất cho sự mờ nhạt của anh trong trận đấu này, mà cần có sự hỗ trợ chiến thuật và tâm lý tốt hơn từ cả đội bóng. Một yếu tố khác đó là sự thay đổi phong cách chơi của Mbappe qua các năm. Từ khi bắt đầu sự nghiệp tại Monaco, anh nổi bật với tốc độ, sự di chuyển linh hoạt và khả năng chơi phản công sắc bén. Tuy nhiên theo thời gian, Mbappe đã phát triển thành một cầu thủ trung tâm hơn, chơi lùi sâu và đối mặt trực tiếp với hàng thủ đối phương nhiều hơn. Điều này có nghĩa là Mbappe không còn là một máy chạy 100m như trước nữa, mà đã dần chuyển sang trở thành một cầu thủ thi đấu ở vị trí trung tâm. Một nhận xét từ người hâm mộ khác cho rằng Mbappe đã thay đổi rất nhiều. Trước đây anh ấy luôn di chuyển liên tục, luôn chơi phản công, nhưng giờ thì anh ấy trở thành một cầu thủ thi đấu lùi sâu hơn, đối mặt trực tiếp với hàng thủ. Điều này đặt ra câu hỏi liệu lối chơi hiện tại của Pháp có thực sự phù hợp với sự phát triển mới của Mbappe hay không. Một số ý kiến còn cho rằng Mbappe có thể thích hợp hơn khi chơi trong sơ đồ là hai tiền đạo, giống như cách anh từng thi đấu thành công tại Monaco. Sơ đồ này sẽ giúp anh có nhiều khoảng trống hơn và bớt phụ thuộc vào việc phải đảm nhiệm vai trò trung phong duy nhất. Sự thiếu hỗ trợ từ các tiền đạo khác trong hệ thống hiện tại của Pháp khiến Mbappe dễ bị cô lập. Và điều này có thể được giải quyết nếu anh có một đối tác thi đấu cùng, giống như khi anh còn thi đấu ở Monaco. Cuối cùng, sự chỉ trích không chỉ dồn vào Mbappe mà còn nhắm vào chiến thuật của Deschamps. Một số người hâm mộ còn cho rằng Deschamps quá bảo thủ và chiến thuật của ông đã trở nên lỗi thời. Một khán giả thì nhận xét, Deschamps đã làm rất nhiều cho đội tuyển nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta cần một sự thay đổi. Tactics của ông ấy không còn phù hợp với thế hệ cầu thủ hiện tại nữa. Điều này càng làm gia tăng áp lực lên Deschamps trong việc tìm ra cách giải quyết vấn đề không chỉ với Mbappe mà còn với toàn bộ hệ thống tấn công của Pháp. Tóm lại, vấn đề của Mbappe trong trận đấu này là kết quả của nhiều yếu tố, từ vị trí thi đấu, phong độ cá nhân đến sự hỗ trợ từ hệ thống chiến thuật và các đồng đội. Nếu Deschamps không nhanh chóng điều chỉnh, không chỉ Mbappe mà cả đội tuyển Pháp sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn lớn trên con đường chinh phục những danh hiệu quan trọng sắp tới.